Hôm nay mình đau đầu với em này, nó đau chứ sự kiên nhẫn của mình nó cũng hơi bị cao các bạn nha. À, rồi đóng USB này, lựa cái nào đây, rồi, lựa cái này đi, rồi để qua bên, bó tay cái máy các bạn nha, cấu hình Pentium, cái CPU đời sau mà nó cài Win kén quá trời kén các bạn ha. Đây hiện đại lỗi này, mình đã cài Windows 10 rồi các bạn ha, Windows 10 x64 RAM 4GB Pentium HD Graphics RAM 3. Rồi bây giờ mình sẽ khởi động Control Alt Delete, rồi mình cho nó load vào USB, mình đã chọn ưu tiên rồi các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình dùng cái công cụ NT Fit Out to Boot để mình fit cái đường dẫn boot vào hệ điều hành. Hồi nãy giờ là mình đã làm như sau, mình đã rebuild MBR, mình đã active phân dùng Win, và mình đã dùng boot AI để mình nạp boot chuẩn để boot hệ điều hành mà nó không thấm thía gì các bạn ha. Thì cái nước cuối á, thì chúng ta dùng cái NT Fit Out to Boot thì nó khá là chuẩn. Nếu mà các bạn mà gặp những cái lỗi giống như mình, cái hiện cái thông báo ban đầu ha, thì chúng ta nên dùng cái công cụ này, chúng ta fit ngay ban đầu rất là lẹ các bạn nha, đừng có mất nhiều thời gian giống mình, nó không có đảm bảo được cái chất lượng cũng như cái công việc chúng ta nó bị đình trệ các bạn ha. Thì cái những cái video trước mình cũng chia sẻ với bạn nhiều rồi ha, nhưng mà bây giờ mình chia sẻ ở một cái mảng là Windows 10 với lại hơi khác một xíu, có một vài điểm khác xíu. Rồi mình đợi cho nó load cái driver, đây là bản Win 10x64 của NDV. Bản này mình xài 4 năm mà các bạn nha, làm kỹ thuật ở đây là thầy mình ha, còn mình cũng có xài nhưng mà mình cũng dùng nhiều bản thay đổi khác nhau lắm chứ mình không có dùng cố định. Đây mình chủ yếu là mình là test các bạn nha, mình là test là chính. Đây các bạn muốn biết cái ổ nào chúng ta cần fit đó, thì chúng ta may computer hoặc disk PC, chúng ta mở lên chúng ta coi cái dung lượng của ổ đĩa chúng ta. Rồi chúng ta mở cái PC lên, đây cần thiết nữa thì chúng ta vào ổ luôn, chúng ta thấy được những cái thư mục đó, rồi RAM file này kia, Windows user là chúng ta biết được các bạn ha. Đây, các bạn muốn chắc ăn thì chúng ta sổ đây, chúng ta cho nó sâu luôn những cái file ẩn đấy, rồi chúng ta sẽ thấy được những cái file, rồi chúng ta sẽ biết được chính xác hơn các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ fit ổ C các bạn ha, mình click cho chữ C, bấm số 1 đây, rồi cho nó tự fit cái đường dẫn các bạn nha. Mình vừa bung Windows 10 rồi nhưng mà nó chưa có load gì cả, nó chỉ không giống như là cái lỗi này, nó không thấy được cái đường dẫn để mà nó load vào Win để nó tiếp tục cài đặt những cái giao diện rồi file rồi để nó vô được cái Win các bạn ha. Thành ra chúng ta fit như thế này, rồi như thế này là xong các bạn ha. Các bạn có thể dùng chuột click cũng được nha. Đây mình mở cái bật từ dưới xanh Win ra cho các bạn xem sơ qua ha. Trước khi mình khắc phục lỗi này thì mình cũng đã ở đây là set đặt tiêu rồi ha, mình đã đây mình đã set đặt tiêu như thế này rồi nè, mình đã trả về rồi mình set lần nữa đó, giống y như là mình đang làm đó các bạn ha. Rồi mình cũng đã review MBR rồi nè, đó là xong rồi đó. Rồi mình cũng đã dùng bút AI, mình chọn ổ cứng. Rồi mình cũng cái lúc mình review MBR thì ở đây nó mắc các bạn nha, nó không có hiện cái tùy chọn nào hết, thì mình mới chọn ở đây, rồi mình mới chọn Win NT-CX dành cho Win 7 trở lên, là mình đã chọn hết rồi, những cái này là ok hết rồi. Đây là con dùng bút chuẩn
đấy, bút chuẩn các bạn nha. Đấy, ở đây là active, active đúng cái phân dụng Windows, nó đó là gọi là bút chuẩn rồi, nạp bút chuẩn hết rồi. Bây giờ chỉ cần khởi động lại thôi các bạn ha, khởi động lại và xem thành quả. Đây, mình rút USB ra, hồi nãy quên cho các bạn coi cái con chip của USB nó có sáng đèn, để chúng ta test, chúng ta biết được cái là main chúng ta nó chạy không các bạn ha. Và các bạn có thể dùng bàn phím rời, bàn phím máy bàn ha, bàn phím USB rời để chúng ta cắm vào và bấm phím caps lock, phím caps lock này các bạn ha, bấm phím caps lock nè, đấy phím caps lock, hoặc là phím num lock thì đây, num lock là ở đây, nó viết tắt đây các bạn ha, trên bàn phím máy bàn thì thấy rõ hơn các bạn ha. Bây giờ vào Win được rồi, bây giờ mình sẽ lấy cái phím cho các bạn xem ví dụ nha. Đây, nút caps lock đây các bạn nha, và nút num lock thì nó nằm ở đây, đây là cái đèn nó sáng ở đây. Thì mấy cái bàn phím USB thì đa phần nó giống nhau vậy các bạn ha. Thì các bạn khi mà muốn test cái main nó chạy không thì các bạn chỉ cần bấm hai nút đó. Chúng ta cắm bàn phím USB vào trước thì chúng ta ấn nút kích nguồn. Rồi, chúng ta bấm nút caps lock và num lock, nếu mà nó không có sáng đèn, không sáng đèn ngay vị trí đây là chúng ta biết được là cái main nó không có chạy. Căn bản thôi các bạn ha, rất là đơn giản và rất là dễ hiểu. Đấy, nói với những bạn nào chúng ta test, muốn test nhanh, test qua ha, sơ qua ha, thì chúng ta có thể test như vậy các bạn ha. Rồi, như thế này là thành công các bạn ha, tiếp tục cài thôi. Rồi, còn gì nữa ta? À, chia sẻ các bạn thêm luôn. Cái này là mình bung gót ha, bung gót của Win 7, 32 bit. Driver là, thấy là chua lòm rồi nè. Driver cạc Vega HD Fit là không có nhận nè, và những cái driver khác là không có nhận nè. Mặc dù mình bung cái bộ IO 6.3, cái bộ One Driver các bạn ha, cái bộ lớn là 4 ghi mấy đó, là không ăn thua các bạn ha. Rồi mình cài không được rồi, thấy không nhận được cái card HD Rapid Vega, rồi mình sẽ cài qua cái Win 7 64 cũng không ok. Tiếp tục mình cài Windows 8.1 64 bit. Khi mà cập nhật online cái gói driver HD Rapid á thì nó lại bị treo màn hình đang giống vậy, nhưng mà màn hình giống như vậy nhưng mà nó không có cái vòng tròn này, nó giống như vậy các bạn nha, nó bị treo như thế. Đó là ba cái win mình đã cài, bây giờ mình cài qua cái win luôn 10 luôn. Bạn thấy không? Có những cái dòng, đối với những cái dòng mà các bạn thấy cái chữ ES1 này nó kén dữ lắm các bạn nha, nó kén win dữ lắm nha. Hồi sớm nguyên ngày hôm nay mình vào mình trang chủ của Acer, mình search cái mã mình không có thấy được nó hỗ trợ, giống như là cái trang chủ nó đang bị treo, nó đang bảo trì, nó làm gì nó xoay hoài trong cái mục mà chọn cái cấu hình máy, nó xoay hoài, nó không cho mình thấy được cái gì hết đó. Thành ra mình mới bó tay, mình tự cài luôn, cài đại luôn. Rồi giờ nghỉ rồi, thôi cách cuối là cài Win 10 thôi. Trước đó là mình đã bị cũng một cái dòng cũng Acer cũng cái mã là ES1, mà cái mã khác các bạn nha, mình sẽ chia sẻ với mô tả nha, nó cũng kén dữ lắm các bạn nha. Trang chủ nó có hỗ trợ Windows 10 64 bit, nhưng mà khi mà cài vô thì lại không có driver, nó chỉ hỗ trợ Windows 10 64 bit nhưng mà trên cái trang chủ nó không đủ driver các bạn nha. Có những cái máy nó lạ lùng lạ đời vậy các bạn ha. Thành ra chúng ta phải cài ép driver, có nghĩa là chúng ta dùng những cái bộ driver bên ngoài, hoặc là các bạn dùng cái bộ driver cũng nghe là sợ lũ tí ôm là solution các bạn ha, solution đấy, cài cái bộ đó offline các bạn tải về cũng 21-22GB gì đó, bây giờ chắc mình nghĩ nó trên 21GB rồi đấy. Là rồi các bạn bung ra, có những cái nó không có nhận thì các bạn phải tìm với driver Identifier, rồi mình đã chia sẻ những video trước rồi. Rồi các bạn cũng đồng thời các bạn cũng phải kết hợp những cái bộ driver, những cái bộ driver mà gọi về dạng driver hiếm các bạn ha. Cái này mình có cắm dây mạng LAN các bạn nha. Đó. Chứ không phải là chúng ta cố chấp, chúng ta chấp vào một cái bộ driver mà chúng ta nghĩ nó là hay là đủ, không chắc các bạn nha. Mình đã cài và tải rất là nhiều cái khác nhau mà mình
mình dùng thì có những cái máy mình nó cứng đầu thì nó mới mới đủ khả năng, nó mới full được các bạn ha, chứ không phải là dùng một cái là full hết các bạn nha. Đây các bạn, khi mà bung cái Windows 10 ra, giống như mình đã chia sẻ các bạn ha, một cái bảng này á, là cái bảng Windows 10 mình chụp từ cái bảng UEFI-GBT. Khi mà mình bung ra, mình không có chọn cái phân dùng 100M hay mấy trăm M, là phân dùng đó nó đặt tên là EFI đó, mình không có bung cái phân dùng đó. Video trước mình chia sẻ rồi các bạn ha, mình chỉ bung một cái phân vùng thôi, và thành ra mình sẽ cài được luôn hai cái chế độ, một chế độ GBT UEFI và một chế độ Legacy MBR. Đấy, khi mà ấy xong các bạn nhớ khởi động restart máy lại thì chúng ta sẽ thấy được những cái icon nó bị ẩn như thế này ha, thường là wifi hoặc là âm thanh các bạn nha. Rồi khi mà mở lên thì chúng ta nên test sơ qua các bạn ha. Video này mình chia sẻ các bạn những cái vặt vãnh mà chúng ta nên chuẩn bị trước. Đây đây mình cho các bạn xem sơ qua nha. Đối với Windows 10 các bạn ha, Windows 10 hoặc Win 8.1 mà cấu hình đời máy là Core i3 thế hệ 3, CPU thế hệ 3 là 3000 mấy. Ví dụ là i3 3345 chẳng hạn. Đó, cái mã đuôi là 3000 mấy trở lên là đa phần nó hỗ trợ được update online như thế này. Đấy, các bạn update online như thế này ha, mình ví dụ thôi nha. Không chắc là nó update được liền các bạn nha, nó ngộ một cái đối với Windows 10 á. Nó ngộ các bạn vô, các bạn mở như mình, vừa vô Win mà mở như mình update liền nó không cho các bạn nha. Hoặc nó báo lỗi, nó lạ như vậy. Thì thường các bạn phải up những cái khác trước, ví dụ up những cái như này trước ha. Rồi các bạn up ngược lên cái cạc Vega thì nó lại cho. Đối với một số dòng máy như cái dòng máy hồi trưa mình cài ha, là mình up liền như thế này nó không cho các bạn nha. Khoảng chừng 5 phút sau mình up mấy cái linh tinh xong rồi mình up ngược lên thì nó mới cho, giống như nó đang kết nối lại cái trang chủ vậy các bạn ha. Đấy, đó là những cái mà vặt vãnh cũng khá là thú vị, các bạn cũng nên tích hợp. Rồi đối với Windows 10 thì chúng ta nên tích hợp những cái như sau. Chúng ta bấm phím Win và R. Đấy, các bạn dùng những cái mã lệnh. Đây, giống như mã lệnh mình đang ghi ở đây ha. Đấy, các bạn Enter. Các bạn Enter. Đây nè các bạn thấy không? Đây nó update, nó báo lỗi nè, mặc dù chúng ta thấy nó download đàng hoàng nhưng mà báo lỗi. Để ăn lát đi. Giờ mình update cái kia đi ha. Rồi cái kia nó mình thử cái này coi. Cái này nó cũng chấm than nè. Rồi một lát mình up lên lại. Rồi bây giờ mình nói tới vụ mà phím tắt WinR. Đây mình thao tác những cái này là chúng ta có thể vào được cái device manager này. Đấy. Các bạn thấy không? Nó ra cái tab này khá là lẹ. Các bạn nên đánh trước ha, để chúng ta vào thao tác cho nó lẹ. Đấy, rồi khi mà chúng ta vào rồi chúng ta click nó dễ hơn các bạn nha. Nhanh hơn, khỏi phải mất công cái thao tác chúng ta ấy. Các bạn thấy không? Nó báo device in bed. Rồi bây giờ chúng ta tắt coi, nó ok cái này chưa ha? À, nếu không còn chấm than là ok, còn 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 chấm than là chưa ok. Rồi chúng ta up qua lại cái kẹt Vega xem câu Win 10 này nó hỗ trợ chuẩn không các bạn nha. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái này, tiếp đến chúng ta tính tiếp cái tính năng của cái hàng đây WinR. Các bạn có thể dùng những cái lệnh tiếp theo để chúng ta tìm hiểu ha. Chúng ta đây coi Win chúng ta có ở phiên bản nào, để chúng ta biết các bạn nha. Đây, các bạn biết được cái Win của mình nó ở phiên bản nào. Ở đây là hiện tại là 1709 các bạn nha. Rồi bây giờ các bạn thêm những cái như sau. Mình ví dụ thêm cái DXDIAG Enter để chúng ta xem cấu hình máy, những cái cơ bản. Các bạn nên nhập những cái lệnh này trước khi mà các bạn mà tạo cái bản gót dạng tiếp file tiếp hay là file của thằng terabyte các bạn ha. Rồi đấy, để khi mà chúng ta vào chúng ta vô thì nó lẹ hơn, chúng ta coi được cái cấu hình các bạn ha. Rồi tiếp đến chúng ta có thể là mở những cái như là MSBANT. Mình gõ có một tay thôi các bạn nha, nó hình ra một tay cầm quay, một tay cầm máy. Thì các bạn muốn nhiều thì chúng ta cứ bấm Win R ha, rồi Enter.
Rồi bạn muốn mở nữa, WinRAR Enter, WinRAR Enter. Rồi các bạn bấm cái phím mà chụp ảnh ha. Đây ví dụ đây. Đây chúng ta bấm cái phím này, đây, phím đây là nó ở đây là phím chụp ảnh là Ring, đây, Ring. Ở dưới này nó không có cái chữ M ở dưới, có nghĩa là chúng ta chỉ cần bấm cái nút này là được. Còn nếu mà cái chữ Ring này nó là dạng giống như cái chữ M, cái chữ màu khác ở dưới thì các bạn phải bấm kèm thêm cái nút FN mới được các bạn ha. Bấm FN vào Ring thì nó mới có hiệu lực các bạn ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua vẽ, mình Ctrl B, Ctrl V. Đây, Ctrl V. Đấy, các bạn sẽ thấy được nó in vào lên cái trình vẽ của chúng ta. Rồi các bạn save lại cái ảnh này. Save lại cái ảnh này ha. Save ở đâu thì tùy các bạn chọn nha. Còn mặc định thì nó sẽ save vào máy. Đấy. Các bạn thấy không, bây giờ nó đã cập nhật cái driver nè. Đấy, nó đang tải cái driver về nè các bạn ha. Tại sao mình chia sẻ với các bạn về cái trình vẽ này thì nó cũng giúp ích cho các bạn khá là nhiều nha. Mình ví dụ để sau này các bạn cần đến chúng ta dùng nó lẹ, nó nhanh hơn. À, để các bạn cài phần mềm vô thì nó lại mất nhiều thời gian. Các bạn chọn một cái thư mục ở trong document hay là ảnh hay là gì đó chúng ta lưu các bạn ha. Rồi xong các bạn Ctrl N hoặc là bấm New. Đây, New ở đây để tạo mới, và khi nào chụp ở ngoài bấm Bring thì các bạn vô đây chúng ta Ctrl V bắt ra lại các bạn nha. Rồi, đó là xong cái phần mà vẽ các bạn ha. Rồi các bạn thêm cái phần cốc nha. Cốc hoặc là Google Chrome, mà Google Chrome thì dễ rồi, Google thì dễ rồi, mình chia sẻ với các bạn cái phần cốc nè. Cốc các bạn ha, cốc để chúng ta biết được là cần thay đổi những gì. Thì trước khi có cái chia sẻ cái phần cốc để cho nó chạy đi, thì mình chia sẻ với các bạn cái phần mà những cái file mà chúng ta cần chạy, chúng ta để trong cái thư mục ổ hệ điều hành, là mình ví dụ như rắc đây, những cái thư mục rắc của mình đây ha. Các bạn nên cài cái WinRAR và bẻ khóa cái WinRAR ha. WinRAR, WinRAR vậy thì các bạn đọc và 7 zip càng tốt các bạn nha. À, đối với Win 10 thì các bạn không cần phải cài cái Ultra ISO đâu, thì nó có thể load được những cái file ISO rồi. Và có cái Unikey các bạn ha. Nãy giờ là mình chia sẻ với các bạn là những cái mà chúng ta cần tích hợp vào những cái bộ mà file God ha, cái bộ file God kèm theo một cái hệ điều hành để chúng ta bung trên nhiều máy. Đây là cái hệ điều hành mình bung rất là nhiều máy rồi các bạn nha. Nếu mà tính thầy mình làm thì chắc có khoảng 400-500 máy trở lên các bạn ha. Mình cũng không biết rồi, không đoán được nữa. Rồi khung hình, khung nhìn. Đây các bạn, đối với trình duyệt cốc các bạn phải tìm cái chỗ mà tìm kiếm của nó nè. Các bạn tắt cái sử dụng cái tìm kiếm của cốc đi. Các bạn nên tắt nó đi thì chúng ta tìm cái chuẩn bằng Google ha. Mà các bạn không tắt nó thì các bạn không tìm ra các bạn nha. Đấy, thì nó tìm sẽ chuẩn hơn với Google, thì chúng ta tìm nó chính xác hơn. Và trước khi mà chúng ta ấy thì các bạn nên update cốc nha. Cái phần update đó thì mình chia sẻ với các bạn luôn. Các bạn có thể vào đây, chúng ta vào phần giới thiệu để cho nó cập nhật online. Nhưng mà cái khoản này mình thấy nó rất là kén các bạn nha. Có máy cập nhật được, có máy không cập nhật được. Thì các bạn nên tải cái file ESE trong cái thư mục, trong cái ổ C này luôn chẳng hạn. Để chúng ta cần click thì chúng ta chạy luôn một lượt cái file, những cái file mà ESE cần cài những cái chương trình phụ các bạn ha. Đó là những cái mà chúng ta cần cập nhật. Đây, ở đây nè, nó có phần ấy, phiên bản nó tự kiểm tra, nếu mà nó cập nhật được thì nó cập nhật luôn các bạn nha. Còn không thì nó sẽ báo lỗi các bạn ha. Thì chúng ta phải cập nhật thủ công thôi. Rồi đó, cốc và những cái trình duyệt khác. Rồi các cái Office thì chúng ta cũng cài sẵn luôn các bạn ha. Và những cái mà cần thiết nhất các bạn nha. Rồi kèm theo những cái bẻ khóa các bạn ha. Rồi cảm ơn các bạn đã